Để duy trì động lực, một là phải có động cơ, tức là phải có mục tiêu. Hai, mục tiêu đó phải phù hợp với khả năng của bạn chiến thắng, để dần hình thành tập thói quen chiến thắng. Việc thứ ba, hãy đo kết quả để chứng minh rằng sự chiến thắng đấy là đúng, giữa cái lý thuyết và thực tế là chuẩn. Chứ không phải động lực là như mấy cái ông dạy doanh nghiệp đâu, là thỉnh thoảng chúng ta phải động viên, phải khen ngợi, phải thế nọ, phải thế kia. Thì cái động lực đấy tôi cũng gọi là động lực, nhưng mà cái đấy nó gọi là dầu gió thôi. Tức là anh xoa dầu gió tí nó lại hết đi mà, chán thua gì. Nên rất nhiều anh đi học những chương trình kick off về mặt năng lượng, đi học về năng lượng được mỗi tuần đầu, xong đến khoảng tháng sau bắt đầu chán nhớ là gì, động với trả lực gì nữa. Xong cuối cùng kết luận là gì, học mà nếu giải quyết được cái gì không, không phải là chính bạn không giải quyết được, chứ ông thầy có khi ông dạy cho bọn bạn những cái pháp bên trong nó rất là tốt. Và động lực cần từ bên trong của mình, chứ không phải là do người thầy mang đến. Động lực là sự hiểu biết về bản thân, sự sử dụng kiến thức mà ông thầy ông hướng dẫn mình để mình ứng dụng vào đời sống. Đấy chính là động lực.